xin chào các bác. Cây cối ở quê các bác um tùm quá, độ 4-5 tháng này mới về các bác. Xác sơ um tùm từ cái đợt mà quay mà bón cái phân gà các bác. Đấy, bây giờ cây cối khủng khiếp luôn. Đấy, mà tranh thủ được một tí thì chắc có lẽ là quay phim cắt cái cây này các bác. Cây này. Còn những cái cây khác thì có quay được hay không hay là để dần dần tính tiếp thôi. Ngày cố gắng xong cây này vặt lá làm răm luôn. Đấy. Các bác. Cây lão xanh tốt quá, xanh đăm điền. Này. Cây sung được rồi, cắt thu lại mà bây giờ nó lại như này rồi. Dã man luôn. Đấy, xanh này. Cây gì cũng xanh tốt, dã man thôi. Bây giờ chắc thịt cây này trước. Thịt cây này trước. Ok các bác, để tôi đầu tiên là cắt qua cái xong vặt lá. Vặt lá cái này mất rất nhiều thời gian đấy. Xong bắt đầu mình làm răm các bác. Triển khai thôi. Đấy, không biết các bác có nhìn được không? Tôi cố gắng các bác nhá. Thank you.
Đây các bác, từ nãy giờ này gian nan quá, biết được rồi. Là từ trên xuống thì nó không bị, sau nó không bị những cái rơi vào đây nó bẩn. Đấy. Ở đây nó sẽ rơi xuống đây, ở đây vặt xuống lại rơi xuống dưới. Quấn được cái gốc lại thì tốt, như cắt tóc ấy. Mà thôi cây này nó bé, nó ít chẳng sao, quét cái là được. Đấy. Chỗ này thì nuôi thêm tí nữa. Ok, vặt tiếp nha. Đây, vào các bác. Buổi trưa nắng quá, bỏ giờ bây giờ 4 rưỡi mê. Làm tiếp được đây. Anh em ạ. Đấy, vặt xong cơ bản thì lá của người tán rồi. Còn cái này thì để nuôi như cả một số cái thì tí tôi nhặt sau. Đấy. Dăm vặt ra được phơi một tí buổi trưa rồi. Hôm nay nắng quá. Bây giờ là cắt dăm nó nhá. Lá của nó đang nhỏ lại rất là nhiều. Lá điểm quả ra, ra quả, rất nhiều quả. Đấy. Để tí nữa các bạn xem. Mỗi lần như này dăm lại đẹp lên. Phải trường kỳ nhiều năm quá.
Đấy các bạn, lần này dăm riếc đẹp hơn rồi. Vừa nãy quay không có người phụ các bác, đâm cứ để ở dưới các bác nhìn thế này, nhìn nó không thấy được cái dáng cái cây, rất là tiếc. Hoặc là như này, bác vừa nãy cứ đứng nhìn này, rất là tiếc. Cái phần đen đen này là đang bo rất là mạnh các bác, còn phần này là giờ tí là tôi bôi cái keo ấy, dùng cái chổi quét đâm ra nó lem ra những cái vỏ này, chứ trên này không bị nha các bác. Đây, có mỗi phần đây thôi. Thì đây, đang bo rất là tốt rồi. Sau này có thể vén những cái này vào đây cũng rất là ok. Đấy. Các bác ạ. Mình xem nhé. Đấy. Có cái phông thì các bác nhìn nổi hơn. Đấy. Bao nhiêu công rồi các bác? Bây giờ là 5 rưỡi chiều rồi. Còn chưa xong này. Mày không mang cái kéo tỉa dăm về bác, dùng cái này khó chịu quá. Đấy, cho nên dăm nó không được mượt lắm vì là không có cái kéo, cái đồ chuyên dụng. Nhưng mà cũng ngon à, cơ bản. Đấy. Đĩa riếc là tròn lắm rồi, đẹp đẽ lắm rồi. Này để lá thì mà chỉ cắt lá không thì rậm rạp bóng dáng thì xùm xuôi lắm quá. Đấy. Đứng hẳn lên đây bác xem. Đây nó chỉ phần sẹo mỗi chỗ này thôi. Nhưng mà đợt trước tôi sợ nó lem sang lên trên nên tôi bôi cả cái vỏ trên. Đâm ra nhiều người khi các bác tưởng nó bị cháy lên trên, nhưng không phải đâu. Đấy, vài lần nữa thôi là ngon. Đấy. Nó thấy ok chưa? Không gian nó đang hơi bị nhiều thứ lỉnh kỉnh lắm, nó không nổi quá. Một cái cây rất là chất đấy. Rồi, cảm ơn các bác theo dõi nha. Và hôm nay cắt xong cây này yên tâm quá. Không biết đến bao giờ mới cắt được các bác. Vài tháng mới về một lần, hoặc là do dịch bệnh có thể là Tết mới về được. Tết cũng chưa chắc, cho nên là tranh thủ làm được là làm đấy các bác. Đấy. Rồi, ok, xin chào các bác. Để sang cái cây khác các bác nha.